Xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy Văn TV và hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái chiếc máy bay. Mấy hôm trước thì cũng lâu lâu rồi. Tháng trước thì cũng có mua một cái chiếc máy bay về chơi đúng được một tuần các bạn. Cái video mà mình mở hộp ấy, chơi đúng được một tuần. Không thì nó bay ra sau nhà mất tích luôn. Nên hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế lại một cái chiếc máy bay và sử dụng cái điều khiển máy bay lần trước ấy. Thì còn mới cái điều khiển thôi, cái điều khiển với cục sạc, còn cái máy bay thì cái camera thì nó bay mất tích luôn này, vèo phát ra sau nhà quay lại tìm không thấy đâu. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế cái chiếc máy bay và các bạn hãy cùng xem nhé. Ok, và đây là cái sản phẩm của mình. Cái này giống mua bên ngoài không các bạn? Đúng là nước ngoài đấy, nhưng mà mình mua quả Lazada. Đây là một cái trang một cái shop nước ngoài nó đăng ký kinh doanh ở trên Lazada này đó, và mình mua qua Lazada. Thì các bạn thì mua bình thường thôi, không có gì là khó khăn cả. Nhưng mà nó chỉ từ nước ngoài gửi về thôi nên thời gian nhận hàng nó hơi lâu. Cái này chắc mình nhận chờ đợi khoảng 2 tuần. 2 tuần. Cái này nó có giá là 215.000. Nó có một bộ như thế này. Cánh quạt này, cánh đáp, cánh bảo vệ cánh này và cái động cơ giảm tốc này. Để sử dụng cái này cho nó khỏe hơn thôi. Đó, 4 cái motor này. Một số shop ở Việt Nam thì mình cũng thấy có đăng bán cái motor này, một cái thôi nhá. 175.000 rồi trên Lazada. Đây là cả bộ như này, 4 con mà chỉ có 215.000 thôi. Đó, 4 con nhá. Và cũng có một cái số shop đăng ký của Lazada cũng đang bán cái này. Hình ảnh 4 con chỉ có 175 70 mấy nghìn thôi. Đấy, 4 con này. Để ảnh lên là 4 con này, nhưng mà thực ra thì nó chỉ ở dưới nó ghi là motor nhân 1, tức là nó chỉ có 1 con thôi, nhưng mà để ảnh 4 con nên rất dễ là nhầm lẫn với 4 con là hơn 100 đấy. Các bạn phải để ý xem cái phần sản phẩm ấy nó nhân mấy, nên nhân 1 là chỉ có 1 con thôi. Với 1 con là 107 là dịch tắt đấy các bạn. Đấy, nó được bọc rất là cẩn thận, một túi hơi này. Nhìn thấy cái xúc xích này. Đây là cái motor này và bộ cánh của nó 215.000. Tiếp theo là cái này. Cái này thì cũng là của bên nước ngoài luôn. Mình mua con Lazada. Đây là cái mạch của nó. Đó, nó chỉ có như thế này thôi. Rất là nhỏ gọn. Và cái điều khiển thì mình cũng có rồi, lần trước bạn nào muốn mua điều khiển thì chắc nó tầm khoảng hơn 200, 200-300 nghìn mua mới. Mua cũ thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà mua cũ thì mình cũng rất là ngại vì nhiều khi cái chất lượng của nó không đảm bảo. Nên mình chơi hàng mới luôn này. Và không thể thiếu cụ pin này. Cụ pin này là 600mAh này. Mới đầu mình trả qua bên Hotshop cơ. Bên Hotshop định mua cục 1000mAh chỉ có 95.000 thôi. Cục này là 85.000. Ở bên linh kiện Tuhu, hai cái shop này nó cũng gần gần nhau. Nên mình chạy qua bên này mình mua, bên kia hết thì chạy ra bên này mua này. Này mẹ mua cái cục 600 này. Cục 1000 kia thì cái 600 thì mình nghĩ là nó cũng xem nhau à, nó cũng không có khác biệt nhiều lắm đâu. Nên mình thôi dùng cục này cũng được. Và đây là con điều khiển. Vẫn hoạt động rất tốt. Thực ra thì gần đây mà nhìn nó rất là mới này, chơi được đúng một tuần này, ngày chơi ngày không anh chắc được tuần, chơi nào để bay đằng sau mất luôn được các bạn ạ. À, đấy, cái này là lưu ý cho các bạn nào mới chơi máy bay nhé, hết sức là cẩn thận, chơi những cái chỗ nào mà trống dễ nhìn, như mình là chơi nó vọt qua mái nhà phát là mất luôn, rất là đáng tiếc. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế máy bay ha. Ok, về cái phần bộ điện nó thì cũng đầy đủ hết rồi. Motor, pin, rồi là TX, RX, cánh máy bay đầy đủ hết rồi. Và bây giờ đến cái phần khung của nó. Khung của nó thì mình sẽ tự chế thôi. Đây, mình sẽ chế bằng ống hút này, hoặc bằng cái này. Một đống luôn. Rất là nhiều. Ok, 200.000 này, 200.000 này, 100.000 này, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 7,
khoảng hơn 700 nghìn thì các bạn đã có một cái chiếc máy bay có thể chơi được rồi. Đây là bộ cánh zin của mà máy bay trước mình mua được tặng ấy. 4 cái đều 2 bộ. Bây giờ mình sử dụng nguyên cái motor này thôi, với cả mấy cái cánh quạt nhỏ nhỏ, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ hơi yếu nên mình sẽ quyết định chơi luôn cả cái bộ này. Đúng không nào? Đây, mới đâu định chơi cái loại này cơ. Trước hết thì mình sẽ làm cái phần khung cho nó đã. Bốn con này thì lắp vào nhìn cũng hơi bị hoành tráng đấy, nhìn hơi bị to đấy. Đây sẽ là cái miếng mà để kết nối 4 cái cánh lại với nhau. Thiết kế làm sao cho nó cân cân vào được. Ok, mình đã hàn thêm vài cái này vào đây. Hàn cái này thì các bạn lưu ý là sử dụng cái mỏ hàn nhỏ nhỏ này nhé. Hàn thì mạch nó không bị tuét, còn các bạn hàn cái mỏ hàn to quá thì nó hay bị tuét mạch. Đó, nối dây đây còn câu vào motor này. Đấy ra, với cái mạch này thì các bạn phải dán keo cho thật cân vào. Bởi vì nó có cái cảm biến cân bằng mà. Các bạn mà dán lệch là máy bay nó sẽ bay bị lệch đấy. Cái mạch này phải cực kỳ cân bằng luôn. Đó. Thì giá nó rất là cân rồi. Nếu mà nó lệch lệch một chút thì có thể điều khiển được bằng điều chỉnh được bằng cái tay cầm của nó, nhưng mà lệch quá thì nó không thể điều chỉnh được đâu. Các bạn dán càng cân càng tốt, song song với cái bề mặt ở dưới này. Bởi vì nó có cảm biến cân bằng mà. Lúc nào nó nghiêng thêm bên này thì cái motor bên này bên nghiêng nó sẽ quay mạnh hơn để còn làm cân bằng. À, đây cũng là lý do mà khi mà mình chế máy bay thì rất là khó để có thể bay được, bởi vì nó không có cân bằng. Chỉ có một cái tác dụng ở bên ngoài và là nó sẽ bị mất cân bằng ngay. Ví dụ như gió thổi phát là 4 cái motor này vẫn quay như nhau và mình không kịp điều khiển thì nó sẽ bị lật ngay. Ở đây thì nó có cái chế độ cân bằng này, quay nghiêng phát thì hai cái này sẽ quay mạnh hơn và hai cái này sẽ quay nhẹ hơn để trở về cái trạng thái cân bằng. Đó. Nên dùng điều khiển dây
công tắc các thứ bay lên được, nhưng mà rất là khó điều khiển, nó sẽ bị rơi ngay lập tức. Nó phải có cái tính năng cân bằng. Đây, M1, M2, M3, M4, 4 và 2 số chẵn thì quay theo chiều kim đồng hồ. 1 và 3 số lẻ quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, các bạn cứ làm sao mà để cho nó 1 và 3 thẳng nhau thì nó quay theo cùng một hướng này. Cái này 2 và 4 cũng quay theo cùng một hướng và ngược chiều với cái chiều kia là được. Để cho nó tạo cái trạng thái cân bằng. Cái này nó quay sang bên này thì cái kia nó quay sang bên kia. Hai cái lực nó bù trừ cho nhau tạo thành cái trạng thái cân bằng. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành hàn motor vào thôi. Hàn thì các bạn cứ làm theo chiều cánh quạt này. Như mình vừa nói đấy, quay ngược chiều nhưng mà cánh quạt thì nó vẫn phải quay theo cái chiều bay lên nhá. Bạn cứ hàn vào thôi, quay nếu mà đúng chiều thì thôi, mà không đúng chiều thì cho nó ngược lại. Đấu ngược dày lại thì nó sẽ quay ngược chiều lại. Ok, ở đây thì mình đã dán thêm cho nó mấy cái băng dính vào đây để khi quay thì có thể dễ dàng nhìn thấy hơn. Và mình sẽ cắm pin vào thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ nhanh xác định thôi, xem cái này và cái này quay cùng chiều. Kim đồng hồ đi. Vậy là cái này của mình đã bị lệch rồi, mình sẽ hàn lại. Ok, tất cả đã quay đúng vị trí rồi. Cái này có thể chiều kim đồng hồ. Và cái này có thể ngược chiều kim đồng hồ. Bây giờ thì mình sẽ lắp cánh quạt vào. Đây là cánh quạt của nó này. Cái bộ này là bộ lần trước mà mình mua máy bay được tặng này. Chưa dùng đến mà đã bị mất rồi. Còn đây là cái bộ mà mua theo cái motor này. Mấy thứ cũng có cái này luôn. Nhưng mà nó không có ốc đâu các bạn. Không có ốc. Nó có ốc ở một cái này này. Các bạn có thể lấy ốc ở đây và thay vào cánh. Rất là may là ở đây có ốc. Không có ốc là không biết vặn bằng cái gì. Đó. 4 cái. Các bạn lắp cho đúng chiều được. Này, cái này sẽ quay theo cái chiều ngược này. Cái này nó vênh lên này. Khi quay thì nó sẽ gió nó bị hất xuống dưới. Nâng lên trên. Cái chiều vát lên này thì sẽ quay theo cái chiều vát lên này. Và các bạn lắp vào thôi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp vào thôi. Rồi cái ốc vặn vào nó hơi dài nên mình phải cắt ngắn nó đi. Ok, gần như đã xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành chế cho thêm mấy cái đèn led nữa cho nó đẹp.
led trắng và led đỏ. Led 3 màu cũng được, nhưng mà mình đơn giản thôi. Đây sẽ là chân led này, âm dương này. Cái này nhà sản xuất nó làm ra hai cái này âm, hai cái này dương. Mục đích là ở đây có cái đèn này, ở đây có đèn này, nhưng mà mình chỉ sử dụng một cái đèn ở đằng sau và một cái đèn ở đằng trước thôi. Đấy, cái đèn này trước ở đây, đèn đằng sau ở đây. Còn chỗ này là như là lắp module wifi để còn truyền hình ảnh về điện thoại đấy. Ở những cái bản 5C SVK hay cái gì đó thì nó còn thường có một cái modem nữa, hàn vào đây 1, 2, 3, 4 chân thì nó sẽ truyền được hình ảnh về điện thoại. Còn ở cái này phiên bản 5C-1 thì không có cái tính năng wifi đấy, nên không có truyền được hình ảnh về điện thoại đâu, thì nó sẽ chống cái ở đây. Bây giờ thì mình sẽ hàn vào thôi. Ok, và để mình thử cân xem nó được bao nhiêu gram. 0 gram này. Tám mươi gram. Cũng khá là nặng đấy. Và bây giờ thì mình sẽ đi test cho các bạn xem ha.